Mến chào các anh chị, mến chào các bạn. Chúc các anh chị cùng các bạn luôn hạnh phúc. Và hôm nay Huệ Hoan thì có một cái thông điệp gửi đến với các anh chị. Đó chính là họ đang suy nghĩ và cảm xúc như thế nào về mối quan hệ này. Như vậy các anh chị cùng các bạn sẽ có suy ngẫm về cái người đối phương của mình, là họ đang có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào về mối quan hệ mà chúng ta đang gắn kết với nhau. Thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ nhé. Thì hôm nay Huệ có hai cái vật dụng để cho các anh chị lựa chọn tự đây. Vật dụng thứ nhất đó chính là một cái kem chống nắng nhé. Này, số 1 đây. Số 1 của chúng ta này. Và đây là số 2 này. Đấy, số 2 là một nọ kem dưỡng. 1, 2. Đó. Vậy các anh chị chọn tự nhé. 1, 2. Chúng ta đi vào tụ số 1 nhé. Đây, tụ số 1 đây. Thế thì trong khi các anh chị chọn tụ thì Huệ sẽ check năng lượng trước nhé. Check năng lượng của anh chị trước. Mến chào các anh chị trong tụ 1 nhé. Mến chào các anh chị trong tụ 1 đã đến với Huệ Hoan Hỷ. Và ai lần đầu tiên đến với kênh của Huệ Hoan Hỷ thì các anh chị sẽ đăng ký kênh nhé. Hoan Hỷ đăng ký kênh giúp Huệ. Và khi chúng ta nghe cái thông điệp về suy nghĩ của người đó cũng như cảm xúc của người đó về mối quan hệ này thì chúng ta sẽ xem là họ đang có cái suy nghĩ cũng như cảm xúc như thế nào nhé. Trước hết là chúng ta check năng lượng của mình đã. Năng lượng của các anh chị đây. Trong cái năng lượng của các anh chị tụ 1 thì Huệ nhìn thấy rằng cái đầu tiên ý, là các anh chị đang có một cái sự suy ngẫm, mộng ước, mộng tưởng về một cái những cái giá trị của anh chị đã qua. Thực ra là cái suy nghĩ này của các anh chị nó xảy ra thường xuyên. Bởi vì trong cái tâm tưởng của các anh chị nó luôn có một cái suy tư, suy nghĩ về cái quá khứ của mình. Bởi vì nó luôn luôn có cái sự thường trực trong cái bản thân của các anh chị. Bởi vậy mà khi lá bài này nó ra thì nó chứng tỏ rằng các anh chị trong tâm tưởng của các anh chị luôn có cái sự quá khứ hiện về. Và cái này nó cũng còn có một cái giá trị khác nữa, đó chính là các anh chị ngoài cái việc hay suy nghĩ về quá khứ thì các anh chị còn là một trong những người mà có một cái sự người ta gọi là tiền kiếp. Các anh chị là những người mà đã có một cái người ta gọi là cái trực giác của các anh chị, đặc biệt vào những cái đêm trăng hoặc là vào những cái thời khắc mà trăng tròn, trăng non, các anh chị hay có cái sự suy nghĩ rất là nhiều. Nó giống như là một cái con người mà cứ đến đúng cái chu kỳ lặp đó, đúng đến cái chu kỳ lặp đó thì nó lại hiện về rất nhiều những cái giá trị để cho các anh chị cần phải suy nghĩ, suy tư. Và đó cũng có thể là gọi là tiềm thức của anh chị đang trỗi dậy các anh chị nhé. Và hiện tại thì các anh chị đang có một cái sự tổn thương nào đó. Cái sự tổn thương này nó có thể dẫn do cái suy nghĩ của các anh chị đã có cái mối quan hệ nào đấy mà là mang cho các anh chị bị tổn thương. Và các anh chị đang có sự cân nhắc rất là nhiều. Cái sự cân nhắc này đó chính là do có nên tiếp tục hay là không nên nữa. Cái suy nghĩ này của các anh chị nó thường trực trong cái mối quan hệ mà các anh chị đang có cái vấn đề đó. Và các anh chị cũng là một trong những người mà là có cái cách sống mang cái giá trị liên quan đến cái sự quy tắc quy củ. Và các anh chị là một người có cái sự giáo dục, giáo dưỡng một cách rất là bài bản, chu đáo. Bởi vậy mà khi chúng ta nhìn vào cái tụ bài của chúng ta thì cái năng lượng của chúng ta nó được có một cái bao trùm, đó là luôn luôn là cái người có cái sự liên quan đến cái quá khứ, liên quan đến những cái giá trị tiềm thức của các anh chị mà nó đang có sự trỗi dậy. Và đây cũng chính là một trong những cái bước ngoặt, người ta gọi là bước ngoặt của cuộc đời của các anh chị nhé. Và có thể đâu đấy chính cái mối quan hệ mà nó đang diễn ra này, nó chính là một mối quan hệ để giúp cho các anh chị thức tỉnh một cái giá trị nào đó. Có thể thức tỉnh về một cái bài học, thức tỉnh về một cái liên quan đến giá trị, cũng như là thức tỉnh cao hơn nữa, đó là thức tỉnh tâm linh các anh chị nhé. Bởi vì đây nó ra những cái sự tiềm thức
phát triển này thì nó sẽ có cái sự thức tỉnh đó nhé. Thế thì đây chính là cái năng lượng của các anh chị trong cái trải bài này. Thế thì chúng ta hãy cùng xem cái câu hỏi của chúng ta là họ đang có cái suy ngẫm gì về bạn. Họ đang có cái suy ngẫm gì về bạn và cái suy ngẫm đó nó được thực thi như thế nào nhé. Họ đang có cái suy ngẫm gì về bạn. Nhân vật họ ở đây thì các anh chị cùng các bạn sẽ có một cái suy tư, nó là có thể người chúng ta đã yêu rồi, đã yêu rồi, hoặc có người thì chúng ta mới đang tìm hiểu, hoặc là có người thì chúng ta đã từng yêu và bây giờ đã ngắt kết nối nhé. Đó, họ đang suy ngẫm gì và họ có cái suy ngẫm như thế nào về cái mối quan hệ của chúng ta, và trong cái suy ngẫm đó thì họ có cái cảm xúc ra sao nhé. Họ đang có suy ngẫm gì về cái mối quan hệ của chúng ta, đúng không nhỉ? Đó. Họ đang có suy ngẫm gì về mối quan hệ cảm xúc của chúng ta? Đây, suy ngẫm của họ như thế này. Thứ nhất, họ có cái suy ngẫm là cái cảm xúc cũng như là cái suy ngẫm của người ta về cái mối quan hệ giữa hai người ấy, là người ta thấy rằng đây là một mối quan hệ mà nó có cái sự cuốn hút kỳ lạ. Một mối quan hệ mà khi họ gặp bạn, họ có thể thấy được đây là ngay cái quá trình yêu, là yêu rất là nhanh chóng, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và có thể nói rằng cái cách yêu ấy, nó cũng là một cái sự cuốn hút một cách mãnh liệt, một cách kỳ lạ, và mang đến cho họ cũng như bạn cái cảm xúc gọi là cảm xúc đam mê mãnh liệt, và cảm xúc mang cái giá trị như là nó sự thôi thúc từ bên trong cái tâm khảm của mỗi người, và họ ôm trọn cái cảm xúc đó. Mỗi khi mà nhìn thấy thôi, nghe thấy thôi, hoặc là chỉ cần nghĩ đến về bạn thôi thì họ vẫn có cái sự ôm trọn cái cảm xúc mà nó mang lại cái sự đam mê, mang lại cái sự cuốn hút đó. Và trong cái tâm tưởng của họ thì lúc nào họ cũng nghĩ về những cái giá trị liên quan đến, đặc biệt là liên quan đến cái vấn đề về người ta gọi là về giới tính ở đây. Đó. Bởi vậy mà đối với họ trong cái mối quan hệ này thì họ có một cái cảm xúc rất đặc biệt. Có thể nói rằng cái mối quan hệ này lúc thì nó mang cái giá trị như là cuốn hút nhau, nhưng khi xa hoặc là khi mà có một cái gì đó xảy ra cái thì cái tâm cảm của họ nó lại rất là lạnh lùng. Nó lại rất có một cái gì đó mà nó mang lại cho họ cái cảm xúc như là lúc thì cuốn hút nhưng lúc thì lạnh băng. Đó, cái cảm xúc của họ trong cái mối quan hệ này nó là như vậy. Và tuy rằng họ có thể những lúc họ cũng rất đau, bạn đau đến chín thì họ cũng đau đến chín này, với lại cái lúc mà các bạn có những cái sự gọi là không thuận, dối bời, hoặc là có lúc nghi ngờ nhau, cái sự nghi ngờ nhau đó dẫn đến cho cả hai cùng đau trong tâm trí và đau cả trong thể xác luôn, rất mệt mỏi, chín kiếm mà rất mệt mỏi. Bởi vậy mà khi mỗi khi những cái lúc mệt mỏi như thế này thì họ im lặng các bạn nhé, họ im lặng và họ cũng chỉ mộng ước giống như bạn thôi. Đó là họ cũng sẽ mộng ước giống với lại cái quá khứ này này, dường như hai người có một cái mối quan hệ liên quan đến quá khứ rất nhiều, người ta gọi là mối quan hệ liên quan đến tiền định tiền kiếp với nhau ấy, nên khi có một sự dẫn dắt dẫn lối của những cái người ta gọi là thế giới vô hình đã dẫn lối các bạn cần phải gặp nhau. Và trong quá trình gặp nhau này thì cái gặp nhau cái là chúng ta đã có cái ánh nhìn ngay từ đầu tiên để mà có cái sự cuốn hút rồi. Đấy, bởi vậy mà khi đó thì chúng ta nhìn thấy có một cái điều là họ có một cái suy nghĩ là bạn chính là một định mệnh của họ, một định mệnh mà đã được tìm thấy. Và cái sự tìm thấy ở đây thì họ luôn luôn có một cái tâm niệm là họ sẽ ôm trọn cái cảm xúc này vào trong cái mối quan hệ này. Thế nhưng cái mối quan hệ này nó lại không có cái sự bằng phẳng giống như là họ nghĩ. Và lúc thì họ có cái sự trân quý, họ mong muốn đạt được những cái giá trị cao đẹp nhất trong cái mối quan hệ, nhưng cái sự đó nó cũng chưa được thành sự thực, nên họ lại có cái sự mà bị tổn thương nào đó. Có thể do hai bạn có cái sự tương tác nó bất đồng về một cái quan điểm sống nào đấy, nên nó có sự tổn thương các bạn nhé. Có sự tổn thương. Bởi vậy mà
họ luôn luôn có một cái suy nghĩ trong cái bản thân của họ, nó cũng không được một cách là bằng phẳng, một cách bình yên đâu. Bởi vậy mà họ vẫn có những cái lúc mà họ cảm thấy rằng mối quan hệ này nó không được an bình, gọi là không được bình an trong cái mối quan hệ. Nên họ cũng giống bạn thôi, đó, có những lúc ôm trọn cái nỗi đau của cái suy tư. Và cái suy tư này thì thực ra là nó cũng không phải cái gì nặng nề, mà chỉ do là hai người chưa có cái sự giải bày để thấu cảm về nhau. Cái sự giải bày đấy nó có thể nó chưa thực hiện được một cách trọn vẹn, mà nó chỉ mang cái tính chất cá nhân ở trong cái mối quan hệ thôi. Bởi vì ai cũng vậy, cũng muốn có một cái sự cảm xúc về riêng cho mình, mà không có một cái cảm xúc chia sẻ một cách là mang cái giá trị cân bằng. Đấy, các bạn nhìn đây, đó, cái sự mà vẫn cứ đang giống như bạn ấy, vẫn cứ đang cân nhắc, thì đó chính là một cái lý do khiến cho cái mối quan hệ này nó bất an là như vậy. Thế nhưng hỏi về họ suy nghĩ như thế nào, thì họ suy nghĩ về bạn chính là định mệnh của họ. Chính là định mệnh của họ. Họ yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu luôn từ cái những cái sự cuốn hút về cơ thể, cái sự ánh nhìn, về đặc biệt là cái giá trị mang lại cho họ, cái năng lượng mà họ cảm nhận được là họ bị đê mê trong đó. Thế nhưng cái cảm xúc đó thì nó sẽ có những lúc nó bị thăng, lúc nó bị trầm. Bởi vì khi nó thăng lên thì họ rất là ôm trọn, họ rất là cảm xúc như thế này đây. Nhưng khi nó trầm thì họ cũng lại đau khổ như thế này đây các bạn. Thế nhưng mà trong mối quan hệ này thì họ luôn có một cái niềm tin. Đấy, luôn có một cái niềm tin đó, giờ xa này họ luôn có một cái niềm tin rằng các bạn sẽ là những người mà mang đến cho nhau những cái giá trị hạnh phúc, và mang đến cho nhau những cái giá trị mà gọi là nó định mệnh sắp đặt rồi. Đó nhé, như là định mệnh sắp đặt rồi. Thế thì với cái thông tin của họ về như vậy thì mình vẫn nhìn thấy rằng cái giá trị trong cái tình cảm này này, tại sao mà nó vẫn cứ bị tổn thương như vậy? Các bạn đã có biết được lý do chưa? Hay là các bạn sống bằng chủ yếu là cảm xúc trong mối quan hệ này thôi, mà chưa tìm hiểu rằng chúng ta đến với nhau để chúng ta mang giá trị gì cho nhau? Đó, bởi vậy mà cái cảm xúc của họ cũng như là cảm xúc của bạn thì mình nhìn thấy rằng nó chưa có sự cân bằng, chưa có sự cân bằng trong mối quan hệ này. Đó, chúng ta đến với nhau đã có một mang tính chất định mệnh và mang cái giá trị gọi là nhân duyên rồi, nhưng mà tại sao vẫn cứ bị có những cái sự buồn đau như thế? Thì mình sẽ tìm xem cho các bạn nguyên nhân nhé. Nguyên nhân là ở đâu để giúp cho các bạn giải quyết cái nguyên nhân của các bạn nhé. Khi chúng ta biết được nguyên nhân, chúng ta giải quyết được nguyên nhân thì chúng ta sẽ không còn cái sự, có nghĩa là chúng ta sẽ có cái bài học giúp cho mình mà. Đấy, đúng như cái suy nghĩ mà lúc các bạn đang nghĩ, người ta cũng đang nghĩ và bạn cũng đang nghĩ đấy. Cái nguyên nhân ở đây, đó, cái nguyên nhân như thế nào? Nguyên nhân ở đây là mình nhìn thấy rõ ràng, đó là cái nguyên nhân quan trọng nhất, đó là cái nguyên nhân của các bạn. Là mỗi người đều có cái tôi, cái mạnh riêng. Cái thế mạnh của các bạn nó là cái tôi, cái thế mạnh. Và các bạn cứ dùng cái thế mạnh của mình mà các bạn không biết bổ sung cho cái yếu của họ. Ai cũng như vậy. Bởi vậy mà các bạn đang ôm khư khư cái quan điểm, cách sống của mỗi người. Các bạn đến với nhau là hai cái cá thể khác nhau, chứ chúng ta không phải là một. Mà bản thân của mỗi người thì có thế mạnh và thế yếu khác nhau, nhưng các bạn đều phát huy cái mạnh của mình, phát huy cái mạnh của mình trong một mối quan hệ mà không biết là cái điểm yếu của họ như thế nào, để chúng ta hỗ trợ cho cái điểm yếu của họ thì chúng ta mới gọi là bù đắp. Nhưng chúng ta đều có quan điểm riêng để chúng ta phát huy cái mạnh của mình. Và cái nữa đó là một trong những nguyên nhân nữa là chúng ta đều là những người giữ vững cái quan điểm của mình mà không có cái sự chia sẻ, không có cái sự đồng cảm với lại cái quan điểm của người khác. Giống như bạn thì bạn cũng ôm trọn, một là ôm trọn cái quá khứ. Cái quá khứ của các bạn đã có rồi thì các bạn cứ ôm trọn cái quá khứ. Những cái sự xảy ra làm cho các bạn có sự tổn thương thì các bạn cứ ghi nhớ những cái tổn thương đấy thôi. Nhưng các bạn biết được là cái tổn thương mà chúng ta cứ ghi nhớ nó lâu quá thì nó sẽ đè
nặng lên đôi vai, lên suy nghĩ của các bạn, để đến cho các bạn mất cái cảm xúc, mất cái cảm xúc khi các bạn cảm nhận rằng cái tình yêu mà hai bạn mang đến cho nhau nó mang lại cái giá trị không còn cái sự hứng khởi như ban đầu nữa các bạn nhé. Không còn cái sự hứng khởi như ban đầu nữa. Ban đầu thì nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu rồi, ngay từ cái sự đam mê cuốn hút nhau rồi, nhưng đến hiện tại thì các bạn đã có một cái sự bàng quang với nó rồi. Bởi vì các bạn đang ôm trọn cái quá khứ bảo thủ, ôm trọn và rất là gọi là mạnh. Thế mạnh của mình như nào mình cứ thể hiện, còn không biết là đối phương của họ có mong muốn điều đó hay không. Đó các bạn nhé. Và các bạn trong cái mối quan hệ này thì mình thấy cái nguyên nhân quan trọng đó chính là mỗi người đều có cái tôi của mình rất là cao. Thì cái tôi cao mà các bạn không biết đối phương của mình đang cần, đang thiếu cái gì để bù đắp cho đối phương, thì bao giờ chúng ta cũng chỉ cho những thứ mà đối phương không cần, mà cái cần thì chúng ta lại không cho. Đó, do vậy mà trong tình yêu nó sẽ có những cái sự mất cân bằng, nó mất cái sự bù đắp, mất cái sự hỗ trợ, nên nó sẽ dẫn đến những cái sự mâu thuẫn. Mâu thuẫn này không phải là mâu thuẫn lớn gì cả, cũng chẳng có ai xen vào và cũng không có ai để mà làm cho mối quan hệ của các bạn bị rạn nứt cả. Chỉ có mỗi điều là cái rạn nứt của các bạn đó là do cái tôi của các bạn quá cao thôi. Và nữa đây, các bạn nhìn thấy một cái tôi nó cao đến mức là các bạn muốn sở hữu nhau, các bạn muốn để cho nhau giống như là một con cá để trong cái cốc ấy. Thì các bạn thấy rằng nó trông chênh như vậy nhưng mà các bạn vẫn cứ muốn nó ở như vậy. Có nghĩa là đây là một cái mối quan hệ muốn sở hữu. Cái sở hữu đến mức mà nó cảm thấy rằng nặng nề. Và cái sự nặng nề đó thì dẫn đến cho các bạn cảm nhận rằng các bạn sẽ là một trong những người mà bị bất an trong chính mối quan hệ này. Cái người sở hữu cũng như cái người bị sở hữu cũng đều bất an các bạn nhé. Đó, bởi vậy mà các bạn thấy rằng cái nguyên nhân chính để cho mối quan hệ của chúng ta nó không được bình an, nó chưa được trọn vẹn một các cái cảm xúc yêu thương thì nó là do như vậy các bạn nhé. Đó, vậy cái cảm xúc của họ đối với bạn, đối với mối quan hệ này là một cảm xúc yêu thương thực sự. Bạn, họ coi đây là một định mệnh của họ và họ thấy rằng khi ở bên bạn có những cái cảm xúc đê mê, cảm xúc dâng trào và những cái sự yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì các bạn đã ngẫm được rồi. Thế cái nguyên nhân dẫn đến cái mối quan hệ của các bạn nó đang có cái sự liên quan như vậy thì nó sẽ là cách yêu, cái cách yêu của chúng ta. Đấy, dù chúng ta có trẻ hay là chúng ta đã lớn tuổi rồi thì cách yêu của chúng ta nó cũng rất là quan trọng. Chúng ta gặp được đúng người nhưng chúng ta yêu sai cách thì cái tình yêu đó nó cũng không trọn vẹn các bạn ạ. Và nó khi nó không trọn vẹn thì cái mối quan hệ của chúng ta nó sẽ không được yêu thương đong đầy ở trong đó. Và chúng ta sẽ có sự nghi ngờ, chúng ta có sự mệt mỏi và chúng ta luôn có một cái tâm thái là nó không được bình an trong chính bản thân mình. Vậy trong tình yêu mà không mang được cho nhau cái sự bình an, không mang lại cho nhau cái niềm vui và sự hạnh phúc ngay trong hiện tại thì chúng ta sẽ không có thể đi bền lâu bên nhau được. Đó. Vậy trong cái câu hỏi là họ có suy nghĩ như thế nào và họ có cảm xúc ra sao trong mối quan hệ của các bạn thì đây là một cái trải bài mà mình đã dẫn dắt cho các bạn tổng thể về mối quan hệ đó và cũng như nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ mà các bạn có cái sự bất an, có cái sự đau khổ của cả hai. Thế còn cụ thể cái câu chuyện của các bạn nó như thế nào nữa thì các bạn cần đây chỉ chọn lọc cái thông tin một cách là có chọn lọc thôi các bạn nhé, bởi vì đây là cái sự tổng hợp năng lượng của rất nhiều người nên các bạn chọn lọc thông tin nhé và tìm hiểu ra nguyên nhân cũng như là tìm cách để giải quyết nguyên nhân của mình các bạn nhé. Đó, thì với cái trải bài mà với câu hỏi là chúng ta có nghĩa là cái người đó sẽ có cái suy nghĩ gì về mối quan hệ và có cảm xúc như thế nào với bạn thì Huệ đã chia sẻ với các bạn như vậy rồi. Thế thì cái tụ này nó có cái nguyên nhân rõ ràng như vậy rồi thì các bạn sẽ tìm rõ cái nguyên nhân đó và các bạn sẽ cùng chỉnh sửa nhau nhé. Cùng chỉnh sửa nhau. Đấy. Thế còn các bạn muốn có câu chuyện cụ thể như thế nào thì các bạn tụ một có thể liên hệ riêng với Huệ để trải bài riêng thì nó sẽ cụ thể hơn các bạn nhé. Đó. Thì cũng cảm ơn các bạn tụ một rất nhiều đã lắng nghe cái thông điệp của cái mối quan hệ của các bạn. Thì với cái mối quan hệ này thì các bạn thấy rằng chúng ta chỉ cần chỉnh sửa thôi thì chúng ta sẽ vẫn có một cái tình yêu đam mê và chúng ta sẽ đi cùng nhau được trên một chặng đường mà khi chúng ta có cùng nhau vun đắp các bạn nhé. Đó, bởi vậy mà rất cảm ơn các bạn tụ một rất là nhiều nha. Các bạn tụ một sẽ hoan hỉ nhấn like bởi vì YouTube thì hay có những cái
ưu tiên cho những cái video có nhiều like nhất nhé. Các bạn hãy hoan hỉ chia sẻ cho Huệ một cái like ở đó để giúp cho chúng ta có một cái sự liên kết với nhau một cách cảm ơn sự yêu quý của các bạn nhé. Thế thì bây giờ Huệ sẽ chuyển sang tụ số 2, tụ số 2 của chúng ta. Đấy, đón chào các bạn tụ 2 nhé. Các bạn đã chọn một cái kem dưỡng của đây. Đó, như vậy các bạn tụ 2 của chúng ta. Bây giờ hôm nay Huệ sẽ về cái thông điệp thông tin, đó chính là suy nghĩ của họ về mối quan hệ và họ có cảm xúc như thế nào về mối quan hệ về bạn nhé. Đó, suy nghĩ và cảm xúc của họ về mối quan hệ và về bạn. Thế thì trước hết Huệ sẽ đi check năng lượng của các bạn trước đã nhé. Năng lượng của các bạn, của các anh chị, của các bạn nhé. Trong cái chia sẻ này thì Huệ thấy rằng đối với kênh của Huệ Hoan Nỉ thì đa phần là các anh chị ở cái tuổi cũng có cái tuổi tương đồng rồi, thì chúng ta có cùng trường năng lượng hút nhau. Còn các em trẻ thì các em cũng có những em thì cũng đã có cái sự kết nối rất là chặt chẽ, bởi vì các em có cái sự trưởng thành sớm về cái linh hồn. Do vậy mà đối với kênh của Huệ Hoan Nỉ thì Huệ cũng rất là cảm ơn, biết ơn các anh chị, bởi vì chúng ta cùng trường năng lượng và chúng ta cùng cái sự phát triển con linh hồn của mình đến một cái tầm nhất định, chúng ta sẽ được gặp nhau đó. Và khi chúng ta gặp nhau rồi, chúng ta cùng nhau đi trên cái hành trình an vui đó nhé. Rồi chúng ta kết cái năng lượng của các anh chị tụ hai này. Các anh chị tụ hai của chúng ta đang có một cái năng lượng đó. Tụ hai của chúng ta hôm nay, cái năng lượng của các bạn, của các anh chị là rất là tươi sáng rồi nhá, tươi sáng lắm ấy. Đây, cái sự tươi sáng của các anh chị đây đó. Dù trong cái mối quan hệ của các anh chị ra sao đi chăng nữa thì cái năng lượng nó cũng chính là cái thể hiện cho cái sự phát triển cái tâm linh, phát triển cái linh hồn của mỗi người nhé. Các anh chị đã có biết buông, năng lượng của các anh chị đã biết buông đi những cái gánh nặng, và các anh chị đang khởi cho mình một cái sự khởi đầu mới, một cái sự khởi đầu với một cái tâm trí rất là an nhiên, với một tâm trí rất là như là đã quẳng được cái gánh lo đi rồi ấy. Các anh chị đang bước trên một cái hành trình của mình, giống như là một người mà buông bỏ hết những cái giá trị không còn ý nghĩa, không còn giá trị và mang gánh nặng cho anh chị. Các anh chị đã biết buông rồi. Như vậy đây là một cái tâm thái mà chúng ta thấy rằng phải là những người đã trải qua những cái quá trình được rèn luyện, được tu dưỡng và đã có những cái giá trị bài học sâu sắc thì các anh chị mới biết buông những cái thứ gánh nặng đi. Đó, đang buông đi rồi đây. Và bước đi trên một cái hành trình nhẹ tênh, mang lại cái giá trị mà gọi là tìm lại cái giá trị của cuộc đời mình. Đấy, các anh chị thấy rằng dù nó có gập ghềnh ở phía dưới nhưng cái tâm thái nó rất là quan trọng. Bước đi mà không cảm thấy nặng nề, bước đi mà không cảm thấy có một cái sự đắn đo suy nghĩ, mà các anh chị đây là một cái sự quyết tâm nhá, quyết tâm thực hiện lại cái vòng lặp cuộc đời của mình nó không còn cái nặng nề nữa. Và các anh chị biết không, khi các anh chị đã có một cái tâm thái này rồi thì các anh chị sẽ có cái thành công đến với các anh chị, mang lại cái sự an vui, một cái sự an vui và cái sự hạnh phúc này nó sẽ đến với các anh chị thôi đó. Và các anh chị thấy rằng cái niềm tin của các anh chị nó luôn luôn thường trực, bởi vì các anh chị đã có niềm tin, có sự đong đầy thì các anh chị mới biết quẳng cái gánh lo đi. Và các anh chị đang đi xây dựng cho mình một cái giá trị tuyệt vời hơn, tốt đẹp hơn, cho dù các anh chị biết được là đằng sau của mình vẫn có những cái giá trị các anh chị đã được xây đắp, nhưng các anh chị có thể sẵn sàng buông nó xuống để các anh chị đi xây dựng cái phù hợp hơn, tốt đẹp hơn. Đó, với cái năng lượng của các anh chị và các bạn trong cái tụ hai này của chúng ta, thật sự là đã có một cái bước ngoặt, cái bước ngoặt thay đổi tâm tưởng, bước ngoặt thay đổi về cái giá trị con người và bước ngoặt nhận biết được giá trị của chúng ta, gọi là nhận biết được giá trị bản thân. Thì những người mà đã đến cái trường năng lượng này rồi thì Huệ cảm nhận được là các anh chị đã có cái trải qua những cái thăng trầm, trải qua những cái bài học và trải qua những cái giá trị mà các anh chị đã cảm nhận được cuộc đời của chúng ta là gì. Chúng ta đang đến với cái cuộc đời này thì chúng ta đã biết cái gì là thực sự cần với mình và cái gì là không cần với mình. Bởi vậy mà trong cái mối quan hệ của các anh chị, dù hiện tại bây giờ nó là mối quan hệ mà các anh chị cần phải rời bỏ hay là các anh chị cần phải buông nó đi, thì các anh chị cũng với một cái tâm thái rất là người ta gọi là nhẹ tênh, với một cái tâm thái rất là
có một cái giá trị mang lại cho các anh chị cảm thấy rằng nó đó chính là cái giá trị bài học thôi, nó không chưa phải là cái gì để làm cho các anh chị phải quá bận tâm cả đó nhé. Thế thì đây là cái tâm thái cũng như là cái năng lượng tuyệt vời của các anh chị ở cái ông cái tự hai của chúng ta trong bài ngày hôm nay nhé. Đó, thế thì cái người mà các anh chị đang nghĩ đến ấy, thì họ là trong mối quan hệ của các anh chị đấy, thì họ đang có một cái suy nghĩ và cái cảm xúc như thế nào về cái mối quan hệ cũng như là về con người của các anh chị. Chúng ta cùng xem họ có suy nghĩ và có cảm xúc như thế nào nhé. Họ có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào khi cái tâm thái của các anh chị, bài học của các anh chị đã học được rồi, thì họ suy nghĩ như thế nào thì các anh chị sẽ cảm nhận nhé. Cảm nhận họ suy nghĩ như thế nào. Cái con người này thực ra là cái người họ này này đấy, họ đang có cái sự suy nghĩ, thực sự là có sự cân nhắc rất nhiều. Họ cái con người này thì họ nghĩ nhiều hơn hành động các anh chị ạ. Nghĩ nhiều hơn hành động. Họ lúc nào cũng nghĩ nhiều lắm. Cái sự suy nghĩ của họ có thể triền miên kéo dài và làm cho các anh chị cảm thấy rằng nó rất là mệt mỏi trong cái suy nghĩ của họ. Họ suy nghĩ nhiều hơn hành động. Lúc nào họ cũng nghĩ, lúc nào họ cũng cân nhắc mà họ không đưa ra được cái quyết định của họ đâu. Họ cân nhắc, họ suy nghĩ, họ đấu tranh trong cái mối quan hệ này. Đấy. Cái mối quan hệ mà các anh chị đang có cái với cái người này thì Huệ nghĩ là các anh chị đã biết buông rồi, các anh chị đã rời nó đi rồi đây này. Thế nhưng mà để hỏi lại cái mối quan hệ này như thế nào thì họ là cái người nghĩ nhiều hơn hành động, nên họ suy nghĩ cân nhắc, không đưa ra được cái quyết định. Cho dù cái quyết định đó là như thế nào thì họ cũng vẫn cứ đang cân nhắc và suy nghĩ thôi, chứ họ không có quyết định theo cái gì. Bởi vì họ có một cái cách, đó là họ luôn luôn cho mình là cái phải thực thi, nó quá là cân nhắc. Cái sự cân nhắc đó nó làm mất thời gian, nó làm mất cái năng lượng của các anh chị trên này. Đó. Và ngoài suy nghĩ ra họ còn đấu tranh nữa, đấu tranh ngay trong chính cái tư tưởng của họ. Và họ thì luôn luôn có sự hy vọng, luôn luôn nhìn thấy có một cái sự hy vọng nào đó trong cái mối quan hệ này. Nhưng để cho họ hành động thì họ chẳng hành động đâu, họ cũng lại nghĩ tiếp này. Đó, lúc nào cũng cầm lên để nghĩ, lúc nào cũng cầm lên để nghĩ, lúc thì cầu nguyện để mà nghĩ xong rồi lại cầu nguyện, nhưng mà không hành động. Đó, một con người mà sống trong một cái suy nghĩ nó quá là gọi là, chúng ta gọi cái người này là gì nhỉ? Là cái người mà chỉ nghĩ thôi ấy, nghĩ cho đến nặng cả da ấy, nghĩ cho đến mệt mỏi cả nhiều ấy, thì các anh chị thấy mệt lắm, mệt ơi là mệt luôn. Đấy. Và các anh chị thì đã có biết được rằng một con người mà suy nghĩ quá nhiều, cân nhắc quá nhiều thì nhiều khi sẽ đánh mất cái cơ hội. Đánh mất cái cơ hội, đánh mất cái thời gian. Tuy rằng là trong cuộc sống của chúng ta, cái gì chúng ta cũng cần phải có suy nghĩ đa chiều. Nhưng cái suy nghĩ đa chiều nó không phải là suy nghĩ mang tính chất cân đo đong đếm mãi như thế. Mà chúng ta suy nghĩ đa chiều để nhận ra được vấn đề. Và khi chúng ta nhận ra được vấn đề một cách đa chiều, chúng ta phải có cái sự phân tích xong nó đúc kết nó lại ngay. Chứ chúng ta không có để cho cái thời gian, nó mất thời gian như vậy. Trong cái suy nghĩ mà nó chỉ có hai hướng thôi mà cái người này nó cứ để cho mãi mãi, nó cứ nằm ở đó thôi mà nó không phát triển ra được hướng nào cả. Bởi vậy mà con người mà các anh chị đang tương tác đây này là một con người nghĩ nhiều hơn làm, nên nó tạo ra một cái mối quan hệ nó mất cái sự chia sẻ, mất cái sự chia sẻ, không thấy có sự chia sẻ. Mà bất kỳ một cái hành động nào của các anh chị thì người ta cũng nghĩ. Người ta nghĩ rồi người ta cân nhắc, rồi người ta đấu tranh. Trong khi đó thì người ta cũng chẳng có cho người ta một cái hành động nào để khiến các anh chị cảm thấy rằng nó có sự tương tác, tương đồng cả. Đó. Vậy những cái người mà có cái năng lượng chuyển hóa tốt như thế này rồi thì đối với cái con người như thế này thì các anh chị cảm thấy nó rất là mệt. Nó rất là mệt và nó cảm thấy rằng nó không còn giá trị đối với bản thân mình nữa. Cho dù người ta có nghĩ nhiều, người ta có làm gì đi chăng nữa thì các anh chị cũng chẳng bận tâm gì nữa rồi. Đây. Các anh chị cũng chẳng bận tâm gì nữa, các anh chị đã buông lại phía đằng sau những cái suy tư của họ. Buông lại đằng sau tất cả những cái suy nghĩ của họ, để cho họ cứ ngồi đấy mà nghĩ đi, để cho họ cứ ở đấy mà suy tư dằn vặt với bản thân mình đi. Đó. Thì cái con người này mình nhìn thấy rằng thực ra là nếu khi
có mối quan hệ với người này thì chỉ mang cái giá trị đó là mang cái đè nặng lên trong cái thân tâm của các bạn thôi. Thực sự là như vậy. Đó. Bởi vậy mà cái nguyên nhân gì mà họ lại cứ suy nghĩ về cái mối quan hệ này nhiều như vậy, suy nghĩ đến mức mà không thoát ra được, và suy nghĩ đến mức mà không có một cái định hướng nào để mà hành động cả. Thì cái nguyên nhân gì khiến họ như vậy? Và họ thực sự là họ chỉ nghĩ thôi mà họ cũng chẳng có cái cảm xúc đam mê trong cái mối quan hệ đó đâu. Đấy, họ cứ như là một người mà để mối quan hệ ở đó và họ nghĩ rất là nhiều. Đấy. Thì với cái này thì Huệ cũng xem là các anh chị rời đi rồi, các anh chị rời đi hoặc các anh chị ngắt kết nối, hoặc là các anh chị đã có cái sự gọi là buông nó xuống, không có nặng nề suy nghĩ của người này nữa. Thế nhưng mà khi các anh chị kết để biết đến cái con người này có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào, thì cái cảm xúc của họ luôn luôn bị đè lén. Họ không lộ ra cảm xúc của họ. Vui cũng không thấy, mà buồn thì là họ cũng bị che giấu. Nhưng mà cái sự vui thì không thấy nhiều. Ở trong cái mối quan hệ này các bạn không nhận được cái niềm vui từ họ. Và họ cũng không có cái cảm giác vui khi ở bên bạn. Bởi vậy mà cái suy tư của họ nó lấn át hết họ. Người sống quá lý trí, người sống quá là có cái sự cân nhắc thì nặng, rất là nặng tâm các anh chị nhé. Đấy. Nó đối lập hẳn với các anh chị. Chắc đây là một trong những cái điều mà vũ trụ ban xuống để giúp cho các anh chị có sự rèn luyện đây. Có sự rèn luyện với cái người mà có cái tính khí như thế này đây. Thế thì nguyên nhân xem nào. À, đó. Nguyên nhân của họ. Họ đang chuyển hóa các anh chị ạ. Tại sao mà họ lại có cái suy nghĩ mà không có cái hành động như vậy? Cứ suy nghĩ cân nhắc mãi mà không có hành động như vậy. Thì nguyên nhân ở đây đó. Các bạn tụ hai ơi, các bạn đang yêu hoặc là đã yêu hoặc là đang tìm hiểu với một con người, người ta đang trên con đường chuyển hóa tâm linh. Khó chịu thế, hóa ra là như vậy. Tại sao mà cứ toàn suy nghĩ, không có hành động, toàn suy nghĩ? Thì đây họ chính là The Hermit. Họ đang là con người chuyển hóa tâm linh của họ. Họ là một con người mang cái tâm linh cao, giờ hết tịch. Hai cái lá bài trong cái con người của họ đã thể hiện ra rằng tại sao cái câu hỏi mà tại sao họ nghĩ mà họ không có hành động, họ chẳng có cảm xúc, họ cũng chẳng có an vui. Họ lúc nào cũng như là một ông thầy tu, như một cái người mà trầm lắng, như là một cái người mà không có mang lại một cái sự cởi mở ra bên ngoài. Ở con người này cảm thấy rằng nó khó chịu. Đó chính là họ là một thầy, gọi là thầy đang đi tìm lại chính mình. Họ là một con người mà có cái giá trị tâm linh cao. Họ đang trên hành trình đi tìm lại chính mình, đang trên hành trình tỉnh thức các anh chị nhé. Cái sự tỉnh thức này thì họ trầm lắng, họ im lặng và họ không còn cái cảm xúc nhiều ở thế giới bên ngoài, mà họ đang tìm lại cái nội tâm của họ bên trong. Họ đang tìm lại con người nhỏ bé bên trong của họ là ai, và họ đang tìm định hướng cho họ là con người họ đến với thế gian này để làm gì, mối quan hệ này đối với họ là đang có bài học gì. Như vậy là họ là một người thầy mà họ đang tìm kiếm những cái bài học cho chính cuộc đời của họ, cũng như là tìm kiếm xem là cái người tương tác với họ là mang cái giá trị gì cho họ. Vậy chính những cái suy nghĩ của họ như vậy, bạn chính là một trong những người mà gì là mang đến để trải nghiệm trong cái cuộc đời của họ, gọi là bài học cho cuộc đời của họ. Ở đây mình không thấy rằng có cái tình yêu thương nhiều, mà ở đây chỉ mang cái tính chất trải nghiệm bài học thôi. Và khi họ chuyển hóa xong đây, họ đã chuyển hóa xong thì cái suy nghĩ hành động của họ có suy nghĩ hành động của họ hành động rất là nhanh luôn. Đấy, hành động rất là nhanh luôn. Nhưng con người này vẫn là con người mang tính chất tâm linh, mà họ đến cho bạn là có cái dạy cho bạn bài học thôi, mà không phải mang cái tình yêu thương một cách là yêu thương đôi lứa đến đâu các bạn ạ. Đây là người thầy dẫn dắt, người thầy đến để dạy cho các bạn bài học. Thế còn các bạn thì sao? Khi các bạn nhận được ra cái bài học rồi, các bạn biết được người ta là một cái người đến để dạy cho chúng ta bài học rồi, thì các bạn có tiếp tục học với họ nữa hay không để nâng cao hơn, hay là các bạn buông đi để các bạn biết được giá trị bài học rồi, để các bạn đi đón nhận một cái tình cảm mới? Thì đấy là việc của các bạn
nhận biết được các bạn nhé. Đó, thế còn con người này thì khi ở bên họ thì họ chỉ là người thầy dẫn dắt bạn thôi, và dẫn dắt có thể là cho bạn những cái khổ đau, cho bạn những cái lạnh nhạt, cho bạn những cái suy tư để các bạn nhận ra được giá trị của bản thân các bạn. Và các bạn biết được là với cái con người mà có cái tâm linh cao mà người ta lại vẫn đang trên hành trình chuyển hóa, các bạn có đợi được họ để chuyển hóa xong hay không? Đó nhé, sau khi họ chuyển hóa xong thì họ mới tái sinh và họ mới có hành động. Thì cái thời gian giúp cho họ chuyển hóa này nó nhanh hay chậm, nó còn do cái con sự lĩnh hội trí tuệ khai mở của họ nữa cơ. Đó, nên bạn có cái thời gian để đợi họ chuyển hóa nữa hay không? Hay là các bạn có sự kiên nhẫn trong cái tình cảm này hay không? Để mà sống bên một con người chỉ có dùng lý trí, chỉ có cái sự im lặng và chỉ có cái sự suy tư cân nhắc này mà không mang đến cho các bạn một cái niềm vui, không mang đến cho bạn một cái sự hạnh phúc sẻ chia, và không mang đến cho bạn một cái sự gọi người ta gọi là bình an trong cái chính bản thân của các bạn. Đó, thì các bạn sẽ có cái câu hỏi và các bạn sẽ có cái sự trả lời. Thế nhưng mà ở đây thì mình nhìn thấy rằng con người này, người ta đến với bạn ở cái giai đoạn này không phải giai đoạn mang giá trị yêu thương, mà giai đoạn này là mang giá trị bài học, để giúp cho họ tỉnh thức hơn và giúp cho bạn có một bài học giá trị hơn. Đó. Thế thì chúng ta thấy rằng cái mối quan hệ này thì các bạn là cái người về cái trường năng lượng của các bạn, mình nhìn thấy đây là các bạn có cái trường năng lượng mà các bạn đã có một cái sự nhẹ gánh rồi, thì các bạn có chấp nhận và các bạn có đợi chờ cái người này hay không? Nhưng mà mình nhìn thấy rằng nhá, chính cái sự nhẹ gánh của các bạn này là do cái bài học của cái người này mang đến này. Họ cứ im lặng trầm ngâm và họ cứ như vậy là bạn thấy mệt mỏi quá rồi thì bỏ gánh nặng đi. Đó, thì chính là họ cũng có thể, họ chính là cái nguyên nhân giúp cho bạn được tỉnh thức, giúp cho bạn được phát triển và giúp cho bạn được quảnh gánh lo đi. Đấy, quảnh gánh lo đi như vậy. Và bạn đã có cái sự như là rời đi rồi đấy, mình nhìn thấy sự rời đi của các bạn đấy, hoặc là ngừng để cho họ tự bước trên con đường của họ, bởi vì họ là một cái người đang lên trên hành trình mà. Còn cái thời gian mà để cho họ được chuyển hóa này ấy, thì nó không nói là bao lâu, nhưng chúng ta biết được là khi họ đã đến một cái giai đoạn nhất định thì họ sẽ tự thức tỉnh thôi nhá, họ sẽ tự thức tỉnh, hoặc là chính cái sự rời đi của bạn sẽ ngoặt lại để giúp cho họ thức tỉnh ra cái con người của họ. Như vậy là chúng ta đến để dạy cho nhau bài học đấy các bạn ạ. Dạy cho nhau bài học đấy. Và khi con người này thức tỉnh thì cái trí tuệ của họ rất là cao vời các bạn nhé. Trí tuệ rất cao vời. Và họ có một cái trực giác tâm linh rất là tuyệt vời, nên họ là một cái người dẫn dắt, người thầy. Và có thể họ còn làm trong cái lĩnh vực liên quan đến cái chữa lành nữa các bạn nhé. Cái người đối phương của bạn này này. Đó. Và mỗi cái hành trình của con người, khi con người ta đang trên con đường đi tìm lại chính mình, thì cái suy tư, gọi là cái suy nghĩ cũng như cái suy tư về tất cả các mối quan hệ, họ chỉ coi đó là bài học thôi. Họ không có biểu lộ cái cảm xúc của họ ra, họ cũng không có một cái sự lấy niềm vui từ bên ngoài, cho rằng cái mối quan hệ của các bạn có thể là tình yêu, nhưng họ cũng không lấy đó là tình yêu là cái đích đến của họ, và cũng không phải nói đấy rằng đấy là cái niềm vui của họ, mà họ đang muốn tìm lại chính họ, thì cái niềm vui nội tại ở bên trong họ cơ, thì đấy mới là niềm vui gọi là an vui của họ. Thế thì khi nào họ đã tìm ra được rồi thì cái lúc đó thì họ sẽ có một cái sự thay đổi, và họ sẽ có một cái sự tái sinh, và họ sẽ trở thành một con người khác so với con người hiện tại bây giờ các bạn nhé. Đó, bởi vậy mà trong cái mối quan hệ của tụi hai này thì mình nhìn thấy rằng nó có một cái sự tương tác, nó mất cân bằng. Đấy, bởi vì một người đang trên đi hành trình, còn một người thì đã phát triển rồi, nên là chúng ta mất cái cân bằng đó. Và chúng ta, nếu chúng ta nhận ra được cái vấn đề thì chúng ta cũng coi đó là những cái người đến để mang lại giá trị bài học cho mình thôi, thì nó cũng không có gì nặng nề. Còn nếu như chúng ta vẫn còn có duyên đi cùng nhau nữa thì các bạn hãy đợi cho họ, để cho họ tỉnh thức lại thì họ sẽ đồng hành cùng các bạn. Còn sự đồng hành đó nó có như thế nào nữa thì bởi vì là Tarot thì không thể nói cái năng lượng quá xa được, bởi vì nó chỉ đến cái năng lượng hôm nay và đến thời khắc tiếp tới thế thôi. Còn bây giờ mà chúng ta bảo vài năm nữa thì
cái năng lượng của chúng ta nó có chuyển đổi mà, nó luôn luôn có sự chuyển đổi, nên là chúng ta cần phải biết được là chúng ta từng đi từng trên cái chặng, và trên mỗi chặng đó thì chúng ta có cái sự vun đắp gieo trồng ra sao để cho cái chặng kế tiếp của chúng ta nó theo đúng cái ý nguyện của mình các bạn nhé. Đó, bởi vậy mà cái câu chuyện của các bạn tụ hai ngày hôm nay là cái người họ mà các bạn đang nghĩ đến ấy, thì họ có cái suy nghĩ và cái cảm xúc như thế nào về các bạn. Thì con người này thì họ nghĩ nhiều hơn là cảm xúc, họ cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều. Đấy, bởi vì họ chỉ nghĩ thôi, và cái nghĩ của họ nó có nguyên nhân các bạn nhé, nó có nguyên nhân. Thế còn họ không có một cái sự cuốn hút từ bên ngoài, mà họ chỉ có mỗi cái là họ với bạn như là những cái người để cùng giúp nhau trưởng thành về cái tâm thức, cùng giúp nhau trưởng thành về cái con người bên trong của mỗi người thôi nhé các bạn. Thế thì nếu như các bạn muốn biết thêm về cái thông tin về cái mối quan hệ mà các bạn muốn sẻ chia thêm nữa thì hãy liên hệ với Huệ trong cái gọi là cái chia sẻ riêng các bạn nhé, để giúp cho chúng ta có sự thấu hiểu về bản thân mình cũng như là bản thân đối phương, và chúng ta định ra cho nhau cái hướng giải quyết một cách cụ thể hơn các bạn nhé. Đấy, cảm ơn các bạn rất nhiều đã cùng chia sẻ với Huệ trong cái trải bài ngày hôm nay nhé. Cảm ơn ạ.